Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ một phòng hát rộng khoảng 30m² ở tầng 2 của quán karaoke và nhanh chóng lan rộng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương đã huy động một xe chỉ huy, 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để dập lửa. Đến 18 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã phong tỏa được đám cháy. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy có thể xảy ra do chập điện và thiệt hại trị giá tài sản là hàng trăm triệu đồng, song rất may đã không có thiệt hại về người.